Em xin chào anh em nha. Trả lời kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Giang Ma nha anh em. Con này là 3T84. Đó, con này có turbo nha anh em đây nè. Có bơm dầu thủy lực luôn. Bơm dầu thủy lực là bơm trước có, bơm sau có. Đây, turbo. Con này mã số nó là 495 nha anh em. Đó, con này nó về nó còn cái cốc lọc dầu nè, tắt điện còn nè. Đó, con này nó còn cái bô xả luôn. Đó, sau bánh đà nó có cái bu ly nè, bu ly nó 4 gảnh. Con này nó xài 4 gảnh một cỡ một luôn. Đó, 3T84. Còn rất là dơ nha, em rửa còn xịt đất không nè. Rồi, em soi sơ qua một vòng để em test cho nó chạy nha anh em. Máy rất là nhạy luôn. Đây, ga đây, bô đây. Con này hơi là dàn hơi là bao anh em, hơi là ok. Nhớt bơm đầy đủ anh em, hơi là không có đổ hơi tí nào luôn. Rồi, con này tắt điện cũng được, tắt cơ là ở trong đó, kéo ra. Rồi, rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng con 3T84 có turbo, mã là 495, thì anh em liên hệ với số điện thoại là 0938312207 nha anh em, công ty Đức Tùng. Rồi, em xin cảm ơn nha.